anh hay đó, đó nó tự nó đi ra vậy đó, đó rồi dắt vô rồi cái mở cái chuồng, đi vô chuồng đi con đó. Rồi chắc múa đi rồi mẹ cho múa múa màn ơi, một đứa múa một đứa cúi đầu cái cà, cái cà nó cúi đầu cái cà, rồi một đứa thì múa nó có thấy đoạn trường chưa, làm đủ mọi trò cho nên được xin ăn. Rồi con Bi cũng vậy nữa, không có kêu mà cúi rồi nè, cái nè không có kêu mà cúi. Rồi bây giờ xin ăn là làm vậy đó ha. Rồi rồi cắt múa lại lần nữa đi, cắt múa lại lần nữa đi rồi mẹ cho. Rồi để lấy, rồi tét thì bánh mì không à, còn Ruby thì bánh mì chấm sữa. Múa hả, múa được ăn hả? Rồi con đi xuống đây nè, con đi xuống đây nè, rồi đi xuống đây nè, rồi đi xuống đây nè, múa để được ăn mẹ ơi Ruby. Rồi con múa đi rồi cho đó, một đứa kia đâu có kêu gì đâu, cũng nằm xuống cúi đầu rồi đó, nó nói gì miếng ăn mà hai cái đứa này làm tất cả vậy đó. Đó két thì múa, Bi thì cúi. Múa múa mạnh lên đi rồi mẹ cho các ơi, cái chị Bi kìa kìa nè, ăn ít ít thôi, ăn nhiều quá không có tốt cho nên chấm hết cái này rồi mới cho thêm. Con làm lại con cúi đầu, con làm lại con cúi đầu giờ thôi được rồi, để mẹ chấm mày đưa chưa khoan, còn rưới miếng sữa lên như cho nó ngọt ngọt dễ ăn nè. Rồi rưới miếng sữa lên ngọt ngọt cho dễ ăn nha, cho con dễ ăn nha. Đó, bữa nào cũng vậy đó, chưa đâu vậy còn cà phê sữa nữa chứ, ăn vậy đó mà không mập, không hiểu nổi con Quy này thiệt chứ. Rồi em nó làm gớt rồi nè, mẹ lựa miếng nào mềm mềm cho em coi nè các ơi, cho con nè các. Rồi con ăn đi. Ăn để trong dĩa cho ngon, để ăn làm ghê gớt tùm lum ở trên Ruby thiệt tình luôn vậy đó. À do cái dĩa nhỏ quá cũng thông cảm cho nó, tại cứ nghĩ là sữa thì phải lấy cái dĩa nhỏ. Rồi ăn đi rồi hồi mẹ làm cà phê sữa đá chú. Kêu Bi ra mẹ biểu, kêu Bi ra mẹ biểu, kêu nó ra biểu, kêu nó ra biểu, kêu nó vô chuồng chi hả mẹ ơi, mình kêu Bi ra biểu nó kêu vô chuồng nè. Dạ dạ hả, chưa không ngủ ở đây làm gì hả, mặt quạo quạo nè nha, chưa nó không ngủ nè, kêu nó kêu con Bi vô đi ra biểu thì nó đi vô chuồng nè, có quánh nó được chưa, nó làm chuyện ngược đời hơn ai không hả, sao kỳ vậy, cái mặt làm gì quạo quạo vậy. Anh chị hai giúp giùm em ha. À, cái mỗi buổi sáng cái anh chị hai mở cái cục gạch như vậy nè, cái nâng nâng cái cửa cho nó lỏng lỏng nè, con cát nó tự mở cửa nó đi ra, nó đi ra đi vô một ngày không biết bao nhiêu lần mà nói mà phải mở cái cửa vậy đó, nó mời mời cho lỏng cái cửa rằng cho nó tự đi ra đó. Rồi cái anh hai pha với nửa muỗng cà phê cơm, pha với nước lạnh, nó không ăn đồ ăn, nó chỉ cơm trắng với nước lạnh vậy đó là nó ăn à, nó vậy đó. Rồi rồi anh chị hai nhớ đừng có cái tay gần nó nghe, nó sợ người lạ cái nó cắn chứ không gì. Rồi cái đầu nó ăn à, còn con chó thì nó thích canh thịt hơn, nhưng mà anh chị hai có gì thì cho nó ăn cái nấy, nhưng mà cái sở thích của nó là canh thịt là ăn hết vậy đó. Mà anh chị hai nhớ cho nó ăn là chỉ một chén bằng thôi nha, đừng có cho ăn nhiều, một chén bằng cơm vậy thôi, nó chén như vậy nè đó. Rồi anh chị hai đưa qua cái khe cửa rào em có làm sẵn vậy nè đó, rồi cái cho nó ăn à. Rồi vậy em cảm ơn anh chị hai nhiều giúp em nè, em đi chơi nó cũng được vui vẻ trọn vẹn.
Minh ơi giúp giùm mỗi buổi sáng á, cái mình lại mình lấy cục gạch để qua một bên như vậy nè. Cái cửa chuồng á, mình làm mò mò cho nó nhẹ nhẹ lỏng lỏng như nè, là con cát nó tự đi ra được. Mỗi ngày nó ra vô hoài à, nhưng mà cửa chuồng phải lỏng lỏng vậy đó. Nó rồi vậy cái nó tự đi ra, nó ra ngoài chuồng được. Còn Minh nhớ đừng có gần nó cắn nha Minh, tại người lạ. Còn nó ăn á, thì Minh cho nửa muỗng cà phê cơm thôi. Cái Minh lấy nước lạnh, Minh múc chan vô, trộn trộn vô với nước lạnh là nó ăn nè. Nó vậy đó, nhớ đừng có gần nó nghe, tại lạ, lạ là nó cắn đó. Nó vậy đó, nó ăn vậy đó, sở thích của nó là vậy đó. Còn con chó thì Minh cho ăn cơm chan với canh thịt, nhưng mà nhà có gì ăn nấy, nhưng mà sở thích của nó là canh thịt, nó ăn hết trơn à. Mà nhớ cho nó ăn là một chén bằng thôi nghe Minh, đừng có cho ăn nhiều. Nó một chén vậy nè, nó rồi trộn với canh thịt, thấy có canh mới được nha. Rồi cái Minh đưa qua cái khe cửa rào vậy nè, cái Minh cho nó ăn. Nó chị Hòa có làm sẵn cái khe cửa vậy đó, rồi Minh cho nó ăn à. Rồi cảm ơn Minh nhiều nha. Sếp cô giúp giùm xó ha. Buổi chiều á, cái sếp cô cho con cát ăn nửa muỗng cà phê cơm, nửa muỗng pha với nước lạnh đó, vậy đó. Sếp cô rửa dĩa sạch xong cái cho nửa muỗng cơm pha với nước lạnh, rồi cái sếp cô để cho nó ăn, mà nhớ tránh xa xa nó ra nghe, tại vì người lạ sợ nó cắn á. Mà sao rồi cái sếp cô ngồi đó chờ cho nó ăn, chờ nó ăn xong cái sếp cô mới nắm nắm cọng dây nhẹ nhẹ, cái vừa nắm cọng dây mà vừa kêu đi vô chuồng là nó vô à, tại nó hiểu được từ đi vô chuồng đó. Rồi cái sếp cô dở cái cửa này lên để cho nó đi vô chuồng đó. Rồi sau khi nó vô chuồng xong, cái sếp cô lấy cái cục gạch, sếp cô tấn cửa lại, tại vì sợ ban đêm nó tự mở cửa ra là mèo giật nó. Còn con chó thì sếp cô cho nó ăn canh thịt. Còn ví dụ như nhà có gì thì cho nó ăn nấy. Còn nếu mà được canh thịt thì nó ăn nhiều lắm, tại vì sở thích nó khoái thịt hơn khoái cá, nó vậy đó. Sếp cô nhớ cho nó ăn một chén cơm thôi nghe, đừng nhiều nha. Nó một chén vậy nè. Rồi sau khi trộn xong cái đưa qua cái khe cửa rào. Đó, đưa qua khe cửa rào là nó ăn à. Đó rồi, sếp cảm ơn sếp cô nhiều nha.